Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 31 tháng 10, liên quan đến vụ việc người phụ trách thiền viện Long Tượng, thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng dùng roi đánh xúc phạm các tu sĩ mà dân Việt đã thông tin qua bài viết Người được cho là trụ trì thiền viện Long Tượng đánh tu sĩ, chính quyền địa phương nói gì? Công an huyện Đức Trọng đã xác minh và làm việc với những người liên quan theo xác minh của cơ quan công an giữa tháng 10 năm 2023, bà Hà Thị Xuân Bích, pháp danh Thích Nữ Vạn Ngọc, phụ trách cơ sở Thiền viện Long Tự, không đồng ý việc hai đệ tử của mình là Nguyễn Thị Mỹ, pháp danh Vạn Hiền và Mạc Thị Thanh Hoa, pháp danh Chiếu Hồng, tự ý mang bếp lửa từ bên ngoài vào trong thiền viện để nấu thuốc nên đã dùng thanh gỗ đánh. Trong quá trình đánh đập hai đệ tử, bà B liên tục chửi bới và quát mắng họ. Cùng thời điểm đó, có mặt bà TTHKD, 86 tuổi, pháp danh VL, đang ngồi phía bàn bên phải cũng bị bà B dùng cây đánh. Lúc xảy ra vụ việc còn có mặt ông Ngờ Mờ, 48 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, là em trai của bà Ngờ THM và ông M đã sử dụng điện thoại quay phim rồi gửi clip cho em dâu Ngờ THH là chủ tài khoản HNGTH chưa xác định được thời điểm gửi clip và bà H đã đăng tải nội dung lên mạng xã hội Facebook vào 19 giờ ngày 29 tháng 10 làm việc tại cơ quan công an bà b thừa nhận vụ việc xảy ra tại cơ sở thiền viện long tượng là có thật và nội dung đăng tải là đúng bà b trình bày do nóng giận trong quá trình giáo dục và dạy dỗ đệ tử của mình chứ từ trước đến nay giữa bà và các đệ tử không có mâu thuẫn hiềm khích gì quá trình sinh sống và tu tập tại thiền viện long tượng giữa bà và các đệ tử luôn có mối quan hệ đoàn kết kết quả làm việc với hai đệ tử bị đánh thì cả hai người thừa nhận do sai sót trong việc chấp hành nội quy quy định của nhà chùa nên bị phạt Đồng thời, hai người đều đề nghị công an không xử lý sư phụ, không yêu cầu bồi thường và cam đoan không khiếu nại, thắc mắc. Công an xã Phú Hội đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, biên bản ghi lời khai của các trường hợp liên quan và tiếp tục làm việc với ông Ngờ Mờ, cùng bà Ngờ THH và các trường hợp khác có liên quan để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng đã làm việc với Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Sở Tại, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của giáo hội về việc sư phụ đánh đệ tử này.